Nhưng mà lấy em không biết nữa. Lấy xong rồi mới quay. Xong rồi chị hỏi em có đau không? Ờ vậy hả? Mặt khoa sao rồi? Đó. Nó là tóc chưa mà? Tóc. Tóc rồi. Tóc phẳng thôi. Nó mịn ra nắng rồi. Chiều nó có đỡ thâm. Mấy ngày rồi ta? Đi Đà Lạt về đi làm hôm nay. Đi Đà Lạt hả? Ừ. Đi Đà Lạt thì đợi đi Đà Lạt về là làm. Làm xong kịp Tết. Kịp. Tuần là ra đẹp rồi. Dạ. Tết đi đâu nữa? Dạ. Không, Tết. Tết em không biết. Chưa có lịch. Bao giờ đi Đà Lạt? Dạ, ngày 13. Hôm nay 20 à? 26. 2 tuần nữa mà. Dạ. 3 tuần chứ. Gần 3 tuần. Vậy thì được mà, về đi. Ok. Bây giờ nó không lành hết rồi. Gì không? Tự mình chuẩn bị đi chứ còn lâu mới đi mà. Còn quay lại chăm chăm sóc la được một lần này mà lo gì.
mất chưa lấy gì thấy mụn là sao giờ không thấy nữa trời.
Nhìn không thấy à? Nhìn không thấy.